chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến gần đây các ảnh chụp vệ tinh mới nhất được tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu á đăng lên trang web đã thu hút sự chú ý khi nó cho thấy rất nhiều tàu đang hoạt động với mật độ cao ở một khu vực thuộc phía tây nam quần đảo trường sa theo tổ chức nói trên phần lớn các tàu đó là của việt nam Vậy Việt Nam tập trung một số lượng lớn tàu thuyền như vậy ở khu vực này để làm gì? Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu. Trước hết, mời quý vị đến với bài viết Việt Nam mở rộng một tiền đồn khác của tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải. Bài báo viết: Việt Nam tiếp tục sự mở rộng vừa phải trên các tiền đồn của mình ở quần đảo Trường Sa. Gần đây nhất là trên bãi đá Lát. Ảnh vệ tinh từ tháng 3 và tháng 6 cho thấy Việt Nam đã đào một con kênh mới Kênh này không tồn tại trên những ảnh vệ tinh cũ trước đây và đang mở rộng một trong hai vị trí đóng của họ trên thực thể địa lý này. Một bức ảnh chụp từ ngày 18 tháng 3 bộc lộ ra một con kênh được đào gần đây xuyên qua bờ phía nam của bãi đá lát với một xà lan và hai tàu lớn đậu phía bắc cửa vào của con kênh này. Ít nhất 21 tàu nhỏ mà hầu hết chúng có vẻ là tàu đánh cá Việt Nam đã hiện diện bên trong đầm nước thuộc thực thể này ảnh chụp cận cảnh vào xà lan cho thấy hai bộ phận của thiết bị xây dựng giống như một máy đào đang đổ đất cát và một con tàu đang đợi sau khi đã xúc đất cát lên từ đáy biển. Phương pháp đào này là điển hình cho phương thức Việt Nam đã làm tại nhiều thực thể họ đóng giữ. Philippines cũng đã bắt đầu làm việc tương tự tại căn cứ trên đảo Thị Tứ. Ngược lại, Trung Quốc thường xuyên sử dụng các máy hút cho phép họ làm nhiều hơn và nhanh hơn, nhưng cũng tàn phá môi trường hơn. Ảnh chụp tháng 3 cũng cho thấy một số trầm tích được đào lên, có vẻ cũng được đổ xuống bên cạnh một tiền đồn nhỏ của Việt Nam ở mũi cực bắc của Đá Lát. Bức ảnh chụp gần đây hơn, vào ngày mùng 3 tháng 6 cho thấy Việt Nam đang mở rộng tiền đồn phía bắc và xây dựng trên bãi cát đã được bồi lấp từ việc đào kênh. Chiếc xà lan được neo bên cạnh nơi xây dựng, hai tàu lớn được nhìn thấy ở điểm cực bắc của con kênh và gần 80 tàu nhỏ ở cả bên trong và bên ngoài con kênh này hầu hết, nhưng không phải tất cả các tàu nhỏ này dường như là tàu đánh cá của Việt Nam. Sự xây dựng mới này gồm xây một ngôi nhà lục giác với đường kính khoảng 30 mét. Ít nhất, một bộ phận thiết bị xây dựng như chiếc máy hút cát đang hoạt động trên các lớp cát mới được đổ cạnh tiền đồn cũ. Công trình mới này có vẻ được làm giống với việc mở rộng xây dựng trên bốn tiền đồn nhỏ khác của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa là đảo Cô Linh, đảo Dao, đảo Tiên Nữ và đảo Đa Lớn trong những năm gần đây. Giống những công trình trước, tòa nhà mới ở Đá Lát sẽ được kết nối với tiền đồn đã có sẵn bằng một cây cầu. Với việc xây dựng mới ở Đá Lát, Việt Nam đã thực hiện sự nâng cấp vừa phải lên 21 trên tổng số 49 tiền đồn ở Trường Sa trong những năm gần đây. Quyết định mở rộng chỗ đứng chân trên Đá Lát này bao gồm một con kênh mới để tạo thuận tiện tiếp tế và cho phép tàu lớn hơn có thể vào trú ẩn trong đầm là một sự kiện được đặc biệt quan tâm gần đây đá lát là dạng san hô nằm ở vị trí cực tây trong các thực thể có người đóng giữ ở trường sa ở phía tây nam của nó có nhiều bãi ngập nước mà trung quốc tuyên bố là một phần của nhóm đảo này dù cho nó chìm hoàn toàn dưới nước ngay cả khi thủy triều rút nơi đó thuộc các lô dầu khí của việt nam và đã trở thành tâm điểm của nhiều vụ tranh cãi giữa trung quốc và việt nam những năm qua việt nam hoa kỳ và hầu hết cộng đồng quốc tế xem khu vực đó là một phần của thêm lục địa thuộc việt nam nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lịch sử mơ hồ đối với khu vực này như một phần trong đường chín đoạn mà họ vẽ ra chiếm gần hết Biển Đông. Việt Nam đã xây dựng một loạt các vị trí nhỏ được gọi là khu dịch vụ kỹ thuật kinh tế và khoa học trên những bãi ngập nước ở khu vực này trong thập niên 1980 và 1990. Xin mở ngoặc, các khu dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật được gọi tắt là nhà giàn DK. Bất chấp những nâng cấp gần đây, các cơ sở này vô cùng dễ tổn thương và được báo cáo là bị Bắc Kinh đe dọa trong những chiến dịch ép Hà Nội dừng hoạt động dầu khí tại lô 136 hồi năm ngoái. Điều này cung cấp cho Hà Nội một động cơ để quyết định củng cố các vị trí đứng chân tại Đà Lạt gần đó nhằm tạo ra một nơi neo đậu cho các tàu để tuần tra những tiền đồn đó và nguồn tài nguyên ở phía đông nam. Việc xây dựng tại Đà Lạt cũng làm nổi bật một khía cạnh mới quan trọng của học thuyết quân sự của Việt Nam ở Biển Đông, đó là sử dụng ngư dân như một lực lượng dân quân Trung Quốc đã dùng dân quân biển trong ngư dân từ các tỉnh duyên hải để củng cố hiện diện và hỗ trợ các hoạt động trong những vùng biển tranh chấp mà không khiêu khích sự đáp trả quân sự từ những nước khác. Việt Nam đã học được sự khó khăn trong đối đầu với một trận tuyến mà dân quân ở hàng đầu trong cuộc va chạm năm 2014 xung quanh việc Trung Quốc triển khai một dàn khoan dầu trong vùng biển tranh chấp khi các tàu đánh cá Trung Quốc được gọi đi theo bảo vệ cho hoạt động của giàn khoan. Xin mở ngoặc lưu ý rằng ở đây là trang web của một tổ chức ở Mỹ. Họ dùng từ vùng biển tranh chấp là theo nghĩa nơi đó nằm trong đường chín đoạn mà Trung Quốc yêu sách. Tuy nhiên trong thực tế, nơi Trung Quốc đặt giàn khoan chỉ cách Đà Nẵng chưa đến 100 hải lý, cho nên nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đáp trả lại, Việt Nam đã tuyển mộ các ngư dân của mình để phục vụ trong một tổ chức tương tự, mặc dù đến nay họ vẫn hoạt động kém tích cực hơn những dân quân biển Trung Quốc. Trong trường hợp này, số lượng lớn tàu đánh cá hiện diện ở Đà Lạt trong suốt quá trình xây dựng gợi ý rằng họ có thể đang cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ trong một tổ chức dân quân chính thức. Thưa quý vị, qua bài viết trên đây, chúng ta đã trả lời được câu hỏi vì sao Việt Nam tập trung nhiều tàu ra phía Tây Nam quần đảo Trường Sa. Bài báo của tổ chức nghiên cứu bên Mỹ này cũng thống kê cho chúng ta biết là tính đến nay, Việt Nam đã thực hiện nâng cấp và mở rộng được 21 tiền đồn trong tổng số 49 tiền đồn nằm trong kiểm soát của mình. Bài báo cũng gợi mở ra cho ta thấy rằng việc nâng cấp mở rộng ở Đá Lát là có liên quan đến việc tạo ra thế tiếp ứng lẫn nhau cho các nhà giàn DK và nói chung là củng cố thêm khả năng tuần tra bảo vệ cho hoạt động khai thác nguồn tài nguyên ở vùng thềm lục địa phía nam của nước ta. Việc có hàng chục tàu giống như tàu đánh cá của Việt Nam xuất hiện ở quanh khu vực xây dựng mở rộng đảo Đá Lát, theo như dự đoán của bài viết nói trên thì chính là các tàu thuộc dân quân biển vừa hoạt động đánh bắt xung quanh, vừa để bảo vệ cho hoạt động xây dựng nếu như có lực lượng khác đến quấy rối. Vậy đứng trước sự việc này, dư luận bên nước láng giềng thì thế nào? Sau đây, mời quý vị tham khảo bài viết đăng trên trang Sohu. Bài báo của Trung Quốc viết Mấy năm gần đây, một bộ phận đảo ở vùng biển phía Nam dưới điều kiện làm ăn tốt đẹp của Trung Quốc đã ổn định. Trên đảo không chỉ có đầy đủ thiết bị sinh hoạt mà còn có thể giúp đỡ cho nhu cầu của các tàu thuyền đến neo đậu nhưng điều này lại dẫn đến một số tiếng nói bất đồng nước mỹ trong hai tháng qua không ngừng phái tàu và máy bay đến để thực hiện sự hiện diện mà trung quốc vì ứng đối khiêu khích cũng đã bố trí tên lửa phòng không lên một số đảo nhưng đang lúc cục diện dần dần được khôi phục bình thường mọi người lại phát hiện vùng biển phía nam lại có biến hóa không nhỏ trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế và chiến lược của mỹ gần đây công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy có một số lượng lớn tàu hoạt động xung quanh các đảo ở vùng biển phía Nam. Thông qua quan sát phát hiện thấy, những tàu này không làm gì khác mà là đang bồi lấp đảo với khí thế ngất trời. Tổ chức những cuộc bồi lấp này chính là Việt Nam. Họ đang bồi lấp ở đảo Đa Lát. Điểm khác so với trước đây là Việt Nam lần này tốc độ tạo đảo rất nhanh, vứt bỏ phương thức đắp đê lấn biển lạc hậu ngày trước mà sử dụng phương pháp tương tự như phương pháp của Trung Quốc. Trong đầm nước của đảo Đa Lát, Vệ tinh của Mỹ phát hiện ít nhất là 20 tàu hoạt động. Vùng xung quanh có mấy tàu lớn, theo suy đoán, chúng có lẽ là các tàu hút cát. Trong ảnh vệ tinh ngày mùng 3 tháng 6 có thể thấy Việt Nam đang xây dựng trạm gác trên bãi cát đã hoàn thành buổi lấp. Hơn nữa, trong đầm nước tàu thuyền càng nhiều, nghi là tàu đánh cá Việt Nam. Điều không ra ngoài dự đoán là quy mô buổi lấp lần này so với trước đây lớn hơn rất nhiều. Có người có khả năng sẽ hỏi, vì sao Hoa Kỳ đối với việc bối lấp của Việt Nam không ý kiến gì. Họ không phải luôn hô hào các nước đình chỉ hoạt động trên các đảo liên quan hay sao? Đối với điều này, các chuyên gia Trung Quốc cho biết, thực ra Mỹ luôn luôn hai mặt. Một mặt họ đích xác không thể ngăn chặn Việt Nam bồi lấp. Một mặt khác, Mỹ cũng hy vọng dùng phương thức đồng ý ngầm để giảm thiểu sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong mấy năm qua, đằng sau sự va chạm của Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam lại lặng lặng hoàn thành việc giao chép mô thức của Trung Quốc không chỉ học theo cách bồi lấp tạo đảo của Trung Quốc, mà trên biện pháp quản lý cũng dường như đúc từ một khuôn. Họ đã chiêu tập ngư dân của mình, đảm nhiệm vai trò dân binh trên biển để triển khai giám sát khống chế và bảo vệ trên các vùng biển. Các bạn thân mến, trên đây tôi đã chia sẻ nội dung hai bài báo xoay quanh vấn đề Việt Nam nâng cấp mở rộng một tiền đồn quân sự ở đảo Đa Lát. Nhân nói về các đảo trên biển Đông, xin nói ngoài lề một chút. Hôm trước có người gửi tin nhắn vào fanpage bản tin quân sự youtuber hỏi tôi rằng nghe nhiều người nói Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm hết rồi, có phải không anh? Tình hình về thực tế kiểm soát của Việt Nam đối với các hòn đảo trên Biển Đông, tôi đã làm khá nhiều chương trình. Ví dụ chương trình số 119, tình hình cụ thể về 21 điểm Việt Nam đang giữ ở Trường Sa, hoặc chương trình số 31 mang tên Việt Nam đã và đang giữ gìn biển đảo như thế nào. Tuy nhiên có lẽ trong số đông nhân dân cũng còn có nhiều người chưa hiểu biết tường tận về thực trạng vậy tôi xin tóm tắt như sau quần đảo Hoàng Sa trước năm 75 nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa theo hiệp định Geneva nhưng đã bị Trung Quốc tranh thủ cơ hội lấn chiếm qua hai đợt đợt một là từ những năm 1956 và đợt hai là năm 1974 đến năm 1975 khi đất nước thống nhất thì Trung Quốc đã chiếm hết Hoàng Sa mất rồi tuy vậy hiện nay đối với quần đảo này nhà nước việt nam vẫn liên tục khẳng định chủ quyền vẫn khuyến khích ngư dân ra ngư trường hoàng sa đánh bắt để thực thi chủ quyền và mỗi khi trung quốc có động thái nào đó trên quần đảo hoàng sa thì bộ ngoại giao việt nam đều ra tuyên bố phản đối mục đích của những việc làm đó là để duy trì tuyên bố chủ quyền không để lâu dần hoàng sa mặc nhiên trở thành của trung quốc đối với quần đảo trường sa hiện nay trên quần đảo này có bốn nước năm bên đang chiếm giữ các đảo, bãi đá ngầm và dạn san hô. Bốn nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Malaysia. Một người khác nữa là Đài Loan, nhưng theo chính sách một nước Trung Quốc thì Đài Loan không được xem là một quốc gia. Vì vậy nói là bốn nước năm bên. Trong bốn nước năm bên thì Việt Nam đóng giữ được nhiều đảo chìm, đảo nổi nhất với tổng số là 21 đảo. Trung Quốc chiếm đóng được bảy dạn san hô và bãi đá ngầm. Hiện nay Họ đã xây dựng những đảo nhân tạo rất lớn lên đó. Philippines chiếm 10 đảo và dạng san hô. Malaysia chiếm 7 dạng san hô và bãi đá ngầm. Đài Loan chiếm một đảo nổi và một bãi đá ngầm. Hiện nay ở ngoài trường Sa, cuộc đấu tranh giữa bốn nước nằm bên với nhau rất phức tạp. Trong đó Trung Quốc cậy vào kinh tế giàu có và trang bị máy móc hiện đại nên xây dựng rất quy mô đổ sộ. Đồng thời với đó là các hoạt động xây dựng hải quân và không quân hùng mạnh để tạo sức mạnh áp đảo các bên khác song song với hoạt động xây dựng đảo tạo thế đứng chân trung quốc cũng liên tục ngăn cản các hoạt động khai thác dầu khí của việt nam bằng cách khi thì gây sức ép với đối tác của việt nam khi thì gây sức ép lên chính việt nam trong cuộc đấu tranh hiện nay ở biển đông cả cộng đồng quốc tế phải thừa nhận rằng việt nam là nước lớn tiếng nhất chống lại các yêu sách của trung quốc và không phải chỉ phản đối bằng lời nói mà còn bằng cả những hành động thực tế trên thực địa rất tiếc là từ khi có mạng xã hội, nhiều người dân dù lớn tuổi nhưng mới chập chững tập dùng mạng xã hội nên chưa có kinh nghiệm hay bị các thông tin bịa đặt và chém gió đánh lừa. Từ đó mà bị lệch lạc về nhận thức và có xu hướng nhìn nhận mọi việc theo lối tiêu cực. Đây có thể gọi là một trạng thái ngộ độc thông tin khi hàng ngày bị tiếp nhận những thông tin giả mạo và tiêu cực quá nhiều. Bởi vậy hôm nay, nhân nói về thực trạng biển đảo, tôi nói dài dòng thêm vài lời để mong quý vị và các bạn có thêm thông tin nếu quý vị nào trước đây đã liên tục được nghe rằng mất hết rồi thì hôm nay coi như được nghe một điều trái chiều để có động lực đi tìm hiểu sự thực cuối cùng là mỗi chúng ta đều có trách nhiệm người biết rồi thì nói cho người chưa biết để cả nước ai ai cũng hiểu rõ có hiểu rõ rồi thì mới chung sức một lòng có chung sức một lòng thì mới có thể giữ vững được những gì đang có và tìm cách đòi lại cái đã bị cưỡng chiếm chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại